Quý vị và các bạn đang xem tin thế giới của báo điện tử Vietnamnet. Tin thế giới hôm nay có nội dung chính như sau. Israel cô lập thủ lĩnh Hamas, Hezbollah cảnh báo Tel Aviv. Theo Times of Israel, trong ngày 7 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant thông báo rằng quân đội nước này đã siết chặt vòng vây xung quanh Gaza City, thành phố lớn nhất dải Gaza. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tập kích ở các cứ điểm của Hamas từ mọi hướng. Thòng lọng đang được siết chặt xung quanh Gaza City. Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đang bị cô lập trong bong kè và không thể liên lạc với các tay súng khác. Ông Galan nói, truyền thông địa phương cho biết IDF coi Sinwar và Mohammed Deif, thủ lĩnh các cánh vũ trang Hamas, là hai mục tiêu hàng đầu. Hai nhân vật này được cho là đang ẩn náu dưới hệ thống hầm ngầm do Hamas xây dựng. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, IDF đã tấn công hơn 14.000 mục tiêu ở Gaza, phá hủy hàng trăm lối vào đường hầm, hạ một số thành viên của Hamas và thu giữ nhiều vũ khí. Theo Reuters, trong ngày 7 tháng 11, nghị sĩ Hezbollah Ali Fayyad cảnh báo rằng lực lượng này sẽ đáp trả gấp đôi bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel nhắm vào dân thường ở Liban. Hezbollah chưa tung ra toàn bộ sức mạnh của mình. Chúng ta sẽ đáp trả gấp đôi bất kỳ hành động gây hấn nào nhắm vào dân thường, ông Fayyad nói. Tuyên bố của quan chức Hezbollah được đưa ra sau khi Israel thực hiện một cuộc tập kích khiến 4 người dân ở Liban thiệt mạng. Trong khoảng 2 tuần trở lại đây, tần suất giao tranh giữa IDF và Hezbollah có xu hướng gia tăng, làm dấy lên những quan ngại rằng lực lượng này sẽ sớm tham gia vào xung đột ở Trung Đông. Trước đó, Hezbollah nói với tờ Anqua Al-Sawad rằng nhóm này sẵn sàng đáp trả tương xứng nếu Israel vượt qua ranh giới đỏ. Israel biết rõ ranh giới đỏ và Hezbollah không ngần ngại việc bảo vệ Liban cũng như dân thường của nước này nếu đối phương tiếp tục tấn công, Hezbollah tuyên bố. Trong khi đó, Mahmoud Abu Majel, thành viên cấp cao trong hội đồng chính trị của Hamas cho hay, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Hezbollah và các đồng nghiệp ở bờ Tây. Ngày 6 tháng 11, Ngoại trưởng Liban Abdallah Bou Habib cho biết, chính phủ nước này đang làm việc với Hezbollah để ngăn chặn xung đột Israel-Hamas lan rộng khắp Trung Đông. Chúng tôi đang làm việc với Hezbollah và các tổ chức Palestine khác ở Liban để ngăn chặn chiến tranh, và chúng tôi cũng muốn Mỹ gây áp lực với Israel để không khai chiến, Ngoại trưởng Bou Habib nói với hãng tin CNN hôm ngày 5 tháng 11. Theo ông Bou Habib, Israel khiêu khích Liban hàng ngày. Tuy nhiên, ông tin nhóm vũ trang Hezbollah không muốn chiến tranh bùng nổ trừ khi Israel tấn công Liban hoặc tình hình dải Gaza trở nên vô cùng tồi tệ. Một sự cố nhỏ có thể gây ra chiến tranh. Liban không muốn chiến tranh. Tôi không nghĩ Hezbollah cũng muốn chiến tranh. Hy vọng Israel không gây chiến với chúng tôi, ông Bou Habib nói thêm. Trước đó hôm ngày 3 tháng 11, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah nhấn mạnh mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở biên giới Liban-Israel và cảnh báo Israel không nên leo thang hơn nữa các hoạt động ở biên giới Liban.